Vâng, xin chào tất cả mọi người. Đấy, đây là một con chim cu gái mồi nhá mọi người. Đây là chim cu gái của bố mình. Chả biết nó có cái gì lợi hại, có cái gì tốt. Bé tí thế này, bằng cái ngón chân thôi mà. Gần 4 triệu rồi mọi người. Đắt lắm. Trước là bố mua mình đã không đồng ý mấy mọi người đâu ạ. Nhìn vậy mà gần 4 triệu nha mọi người nha. Mà bẫy sắp bội lắm cơ. Được có 10 10 15 con rồi. 15 con mồi rồi. Nhìn vậy mà thật sự đắt giá phết nha. 18 con kìa. Đây mọi người, con này là bố mua gần 4 triệu nha mọi người, mà lại nghe nói là chủ muốn mua lại. Mình thì mình chả thích, mình chỉ thích gà rừng thôi mọi người. Đó, đang lại cho những anh em mà yêu thích cô gái nha. Con này chỉ đang lên chơi đây mọi người, đang lên cho anh em sở hữu thôi chứ không bán nha. Đó, rất sung, đá bao nhiêu con cũng không thua luôn con này. Đó. Lồng rất đẹp. Mai kia rảnh rảnh mình sẽ đi bẫy cho mọi người xem nhá. Ok, xin phép dừng lại video tại đây nha mọi người.